Thưa quý vị, những vụ giao dịch tiền tỷ tại các vườn lan đột biến đình đám trên mạng đã từng khiến nhiều người ngạc nhiên trầm trồ, đẩy lan đột biến thành một cơn sốt. Nhiều người sẵn sàng bỏ cả gia tài, thậm chí là vay lãi nóng để đầu tư. Thế nhưng sau những cơn sốt ảo, giờ đây nhiều vườn lan đột biến nổi tiếng đã cửa đóng then cài, chủ vườn thì bặt vô âm tín. Ghi nhận của phóng viên Nông nghiệp 24 giờ. Đây là vườn lan tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, của chủ vườn Trần Văn Tuyến, Trần Văn Đạt. Nơi đây từng giao dịch mua bán lan đột biến trị giá hàng tỷ đồng vào hồi cuối năm 2020. Thế nhưng khoảng giữa tháng 4 vừa qua, vườn này đã bị bỏ hoang, trên giàn chỉ treo vài chậu cây. Ở một góc vườn, chăn, chiếu, đồ dùng sinh hoạt cá nhân cũng bị bỏ lại. Chủ khu đất nơi đặt nhà vườn này xác nhận đã cho một nhóm người thuê để kinh doanh lan, nhưng nhiều ngày nay đã không thấy mặt. Đấy, nó làm xấu đứa ấy, nó quẳng lan lên nó giao dịch, không phải hưởng nguồn gốc trong vốn của nhà tôi, không vậy đâu. Lan này cũng không phải là lan của nhà ông. Cậu không chạm, tôi có vườn lan, tôi có lan. Nó thuê ông một tháng bao nhiêu tiền? 10 triệu ạ. Không có giấy tờ, không có. Không có giấy tờ hợp đồng gì hết, hết tháng hành cho tiền. Nó thuê thuê gian và đồng thời là thuê tôi tắm tưới nước cho nó hàng ngày. Một nhà vườn nổi tiếng khác là Bảo Nam cũng bị nhiều người tố cáo lừa đảo. Theo tìm hiểu, nhà vườn này có hai chi nhánh, một điểm tại huyện Chương Mỹ, một điểm tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Dù được xây dựng khá bề thế, nhưng đến nay một chi nhánh đã đóng cửa nhiều tháng. Chi nhánh còn lại thì chỉ toàn lan thường. Chủ ngôi nhà này cho biết từng bị xã hội đen đến nhà đe dọa tìm người bán lan đột biến để đòi nợ. Các cơ quan chức năng cũng liên tục nhận được các đơn tố cáo liên quan đến các giao dịch lan đột biến với tổng trị giá lên tới hàng chục tỷ đồng. Sau đó, sau khi thực hiện xong hành vi thì các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, bỏ đi khỏi địa phương không rõ, không xác định được ở đâu. Chính vì thế đây cũng là một cái phương thức thủ đoạn rất là tinh vi. Cảnh sát điều tra Hà Đức đã tiếp nhận 6 đơn tố giác của công dân. Thì qua cái xác minh sơ bộ của 6 cái vụ việc mà công dân tố giác này, thì xác định là những cái một số cái đối tượng liên quan mà đã xác minh được nhân thân lai lịch thì là người ta không phải công dân trên địa bàn huyện Đức mà đến người ta thuê nhà để làm nơi giao dịch cái việc mua bán. Qua xác minh, cơ quan công an phát hiện các đối tượng sử dụng cùng thủ đoạn là thuê đất dựng nhà trồng lan, sau đó sử dụng mạng xã hội liên tục phát tin quảng cáo, lôi kéo người đến mua bán giao dịch lan với giá cao. Sau khi nhận tiền, các đối tượng này bỏ vườn, trốn khỏi địa phương, khiến công tác điều tra, xác minh gặp nhiều khó khăn. Những kẻ lừa đảo đã ôm tiền tỷ chạy mất, còn những người sập bẫy lan đột biến thì ngậm ngùi chấp nhận thiệt hại lớn. Mua lan bằng niềm tin đã khiến nhiều người mất trắng cả tỷ đồng. Một trong những nạn nhân của lan đột biến là anh Nguyễn Văn Sự, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Chỉ trong một tháng, anh đã bị 5 nhà vườn lan đột biến lừa đảo với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Khi phát hiện ra sự việc, anh Sự đã tìm đến các nhà vườn để trả cây, đòi tiền. Nhưng các đối tượng đều đã cao chạy xa bay, khóa tài khoản Facebook, tắt điện thoại liên lạc. Qua tìm hiểu, hầu hết các đối tượng đều đi thuê vườn để giao dịch lan. Đến khi đã chiếm đoạt được tiền của nạn nhân, các đối tượng đều bỏ trốn. Theo các nạn nhân của lan đột biến, trong giới chơi lan, người ta mua niềm tin, uy tín của chủ vườn là chủ yếu. Khi thấy vườn to, đẹp, uy tín, địa chỉ rõ ràng, tài khoản Facebook có nhiều người theo dõi, giao dịch, là sẵn sàng xuống tiền mua giống. Giao dịch thì chụp ảnh, làm video cam kết, bảo hành mặt hoa, chứ không ai làm hợp đồng hay giấy tờ gì cả. Đây cũng là kẽ hở để các đối tượng lợi dụng lòng tin, lừa đảo người chơi lan. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Hà Nội đang tăng cường quản lý thị trường hàng tiêu dùng, tránh đầu cơ thổi giá, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu cho người dân. Đây là khẳng định của người đứng đầu thành phố trong bối cảnh dịch căng thẳng. Thực tế lúc này tại các chợ trung tâm, siêu thị, hàng hóa thực phẩm tươi sống, hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân rất đầy đủ, không có hiện tượng khan hàng sốt giá, gây bất ổn thị trường. Nhiều siêu thị đã tăng gấp đôi lượng hàng dự trữ tại các kho, giá bán không tăng, sức mua ổn định. Đối với khẩu trang, lượng hàng hóa được các siêu thị, cửa hàng tích trữ đủ bán trong khoảng 4 tháng. Còn tại các chợ dân sinh, giá bán vẫn bình ổn, sức mua không tăng đột biến.
Thưa quý vị, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý một đối tượng tàng trữ mua bán hơn 650 sản phẩm trang sức được làm từ ngà voi về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Trước đó, tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã tiến hành kiểm tra nhà đối tượng Trần Quang Tùng, 28 tuổi, ở số 257/2 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành. Tại đây, tổ công tác phát hiện phía trước nhà, Tùng đang bày bán và cất giấu rất nhiều sản phẩm trang sức được làm từ ngà voi. Qua kiểm đếm có tổng cộng 656 sản phẩm trang sức được làm từ ngà voi như là vòng, nhẫn, chuỗi hạt, tượng. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện trong tủ lạnh nhà Tùng có cất giấu 90 lọ mật gấu. Bước đầu, đối tượng khai nhận thông qua mạng xã hội đã đặt mua số hàng trên từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó đem về gia công, gắn vàng rồi bán lại để kiếm lời. Thưa quý vị, chưa bao giờ chim trời bị người dân dùng mọi biện pháp để truy tìm, săn bắt giáo giết như hiện nay, đẩy một số loài chim đến nguy cơ bị tuyệt chủng. Rất nhiều loài khác cũng không còn môi trường sống an toàn. Với những dụng cụ đơn giản này, trung bình mỗi ngày, người bẫy chim có thể bắt được hàng trăm con các loại, từ chim sẻ, chim sâu cho đến chim chào chào. Nhiều người còn tự làm hay tìm mua một số dụng cụ săn bắt chim rất hiệu quả như súng hơi tự chế, ná điện tử hoặc răng lưới. Ngoài thú vui dân dã, đối với nhiều người, việc săn bắt chim còn mang lại lợi ích kinh tế đáng kể. Nếu mà trúng chắc cũng hơn trăm, nếu mà thất thì cũng hơn chục. Chim bắt sâu bọ, bảo vệ mùa màng. Nhưng ở nhiều nơi, chim đang bị con người đuổi cùng giết tận, đe dọa nghiêm trọng nguy cơ mất cân bằng sinh thái. Thịt chim được bày bán dọc các tuyến đường, trở thành món ngon tại các quán nhậu, nhà hàng. Thưa quý vị, sinh ra lớn lên ở vùng quê đầy nắng gió, cằn cỗi nhưng với quyết tâm làm giàu trên quê hương, nông dân Nguyễn Xuân Cần ở xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng mô hình nuôi tôm công nghệ cao, tạo ra những sản phẩm sạch, nâng cao thu nhập, mở ra hướng làm kinh tế mới cho người dân trong vùng. Làm ao nuôi kiên cố, kết hợp ứng dụng công nghệ vi sinh để xử lý môi trường trước khi thả giống là bí quyết giúp ông Cần tăng sức đề kháng cho tôm, hạn chế dịch bệnh, giảm được chi phí đầu tư. Đặc biệt, con tôm thành phẩm không còn tồn dư kháng sinh, có thể đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Và cái năng suất và cái hiệu quả của tôi được cho thấy chứng minh là năm nào, vụ nào tôi cũng thành công. Và chất lượng là tôm rất là đạt. Trang trại gần 9 hecta, ông Cần đã đầu tư đến 26 ao nuôi theo hình thức cuốn chiếu. Mỗi khu vực đều có nhân viên kỹ thuật phụ trách, đảm bảo chặt chẽ quy trình từ thả tôm giống, thức ăn, xử lý nguồn nước. Đầu tư phải bài bản, nó mới thành công được, chứ không phải nói là nuôi tôm thành công là nói trên miệng. Nó rất nhiều cái yếu tố, cho nên đòi hỏi là cái chất lượng thứ nhất là con giống. Mình phải tìm cái nguồn giống cho nó thật là chất lượng và tin tưởng. Thứ hai nữa là cái kỹ thuật. Kỹ thuật áp dụng khoa học kỹ thuật nuôi cho đúng quy trình thì khả năng cái xác suất thành công nó cao. Và mỗi năm có nhiều năm mà thuận lợi, được mùa được giá thì anh có thể tổng thu nhập được khoảng là 26 tỷ và còn là lợi nhuận ràng. Có năm thì đạt trung bình khoảng 3 đến 4 tỷ đồng trên một năm. Và hiện nay trở thành một gương nông dân điển hình tiên tiến trong cái sản xuất kinh doanh giỏi và trở thành một cái nông dân mà đón được tiên dương trên cái địa bàn huyện. Gắn bó với nghề nuôi tôm gần 20 năm, với tư duy mở rộng tầm nhìn, tiên phong trong đầu tư ao nuôi thông minh, trang trại của ông không chỉ chủ động được nguồn giống tôm khỏe, sạch bệnh mà còn cung ứng cho người nuôi trong vùng.